bị di quan vô. Tại. Trời ơi, em không mà tốt nhờ bỏ em không mà. Anh mà bỏ em xe nó chịu rộng vậy không? Vụ không à, mày lôi lót tự nữa nó lên tên này. Vụ mấy vụ vụ bự nghe nữa vụ nhỏ. Ví dụ mà ta che bán đồ bông á. Ví dụ đó. Ủa? Giáo hủ một phần nữa. Em theo thì ta có hỏi rồi đó. Thank you.
Mày mày đi. Mày cho tao mới nghỉ. Chờ nó đám mày tao mới nghỉ. Chuẩn bị Hạ Nguyệt. Rồi chuẩn bị đắp cát. Còn ba cái trung đỉnh nữa, 1, 2, 3. Rồi mình quay dừng clip đây nha, chúc bà con cô bác nhiều sức khỏe, bye bye.